Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em về được một cái điện thoại các bác này. Một cái điện thoại của Nhật ha. Này các bác cùng xem đây. Này, một hàng rất là độc các bác. Một chiếc điện thoại ha, rất là độc luôn. Hàng cổ ha. Đây, cái điện thoại đang móc ở đây. Này các bác cùng xem, đây là cái điện thoại ha, dòng cổ rồi. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết ha. Rất là sang trọng cho các bác trưng bày. Để dòng này thì em bán cho các bác nào sưu tầm thôi, sưu tầm trưng bày thôi nha, chứ không có test các bác à. Đây, dưới này là những cái dãy nút bấm này, dãy số này các bác. Đây, nút gì đây? Đây. Đây các bác cùng xem ha. Cái này bán sưu tầm các bác ha. Đây, phía dưới này có một cái gì đây các bác? Đây, miếng gì này. Đây, và bên hông đây ha. Con này khá là nặng các bác, tầm 7-8 kg á, nặng lắm, đồ cổ mà. Đây có một cái cái đồ để đồ các bác này. Này, khóa lại này. Đây, khóa lại này, kéo không được ha. Và cái này về thì còn mới lắm, các bác cùng xem qua này. Đây, bác nào thích đồ cổ các bác chơi cái này ha. Rất là sang trọng ha. Sang trọng cổ điển. Các bác xem cái này về còn đẹp lắm các bác ạ. Hàng rất là mới ha. Đây, nó bị một cái vết cấn ngay đây. Cái vết này rất là bé các bác. Các bác từ từ em zoom vô cho các bác xem. Đây cái chỗ này nè, rất là bé ha. Rất là nhỏ bé thôi. Một cái vết cấn nhẹ thôi. À, bên hông là cái dây ha, dây điện thoại. Đây. Đấy, bác nào mà sưu tầm đồ cổ thì cái này là hết bài ha. Dưới này là gì đây các bác này? Chắc cái màu đen quá. Đây. Đây có một cái ổ khóa đây các bác này, nhưng mà không có chìa khóa ha. Đấy, và phía trên này thì những cái kêu kêu các bác này. Đây. Đấy. Và bên đây nữa ha. Đây nó có một cái cây xoay. Cái xoay này. Đấy. Nó có tiếng các bác này. Đấy. Cái loa ha. Đấy, vừa xoay nó vừa có nhạc. Đấy, rất là độc các bác ạ. Đấy, dưới đây là những cái nút gì này. Rồi, một cái chiếc điện thoại. Rất là độc lạ ha. Bán cho các bác nào sưu tầm ha. Đấy, em mua về cũng không rẻ đâu các bác ạ. Các bác nhìn đồ các bác biết rồi đấy. Đồ này thì đâu có rẻ được ha. Hàng sưu tầm mà, hàng cổ mà. Nó vô giá các bác, những cái hàng này nó vô giá ha. Các bác cùng xem lại một lần nữa từ xa này. Đấy, rất đẹp luôn. Và em cũng xin đọc cho các bác xem những cái chiều rộng, chiều cao ha. Cái này thì nó cao 1m72. À xin lỗi các bác, con này nó cao là 72 ha. Nó cao 72cm. Và nó chiều ngang là 26 ha. Chiều ngang là 26cm. Và cái chiều rộng, chiều rộng thì em đo từ dưới này ha. Từ dưới này qua đây là 24 ha. Đấy, cao 72 các bác. Này các bác hình dung ha, cái này thì nó cũng khá là to đấy. Khá là to, trưng bày rất là ngầu ha. Này các bác cùng xem này. Đấy. Rồi và em cũng bán cho các bác là cái giá 8 triệu đồng ha. Cái này là 8 triệu đồng, em bao ship toàn quốc ha. Đấy, cái này là hàng siêu tầm các bác ha, chứ em không có test những cái này ha. Cái này chắc giờ không xài được đâu các bác. Những cái này ha. Đấy. Bán giá siêu tầm các bác ha, đồ cổ. Đấy, cái này 8 triệu ha. Cái này em mua vào không rẻ đâu các bác. Các bác xem này, các bác biết này. Cái này đâu có ai rảnh mà bán rẻ đúng không các bác? Rất là hiếm luôn. Hàng này hàng siêu tầm luôn. Rồi, 8 triệu đồng ha. 8 triệu đồng em bao ship cho các bác này. Đấy. Rồi bác nào quan tâm thì các bác alo cho em ha. 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.